Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trước khi vào nội dung tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Tín Phong xin được thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ, kênh Thích Nghe Chuyện, xin được chúc toàn thể quý khán giả thân mến của kênh có một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc và an lành. Và xin chúc toàn thể quý khán giả thân mến có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 20 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 20. Thanh Vân Tông bốn cốc một điện đều có tì chức riêng, hưởng thụ tài nguyên của đạo môn, nhưng cũng cần cung cấp hồi báo tương ứng. Bình thời trừ tu luyện, đoán chân cốc đệ tử cần vì đạo môn luyện khí để làm hồi báo. Loại luyện khí này chia làm hai loại, một loại là nghĩa vụ miễn phí hồi báo cho tông môn, một loại khác là khi đệ tử bên trong tông môn cho tới người ngoại tông cầu tới cửa giúp bọn họ luyện khí thu lấy thủ lao. Đoán chân cốc đệ tử chính là thông qua phương pháp thứ hai kiếm lấy tài nguyên. Mà Thiết Như Cuồng để Phương Hành chịu trách nhiệm chính là thu tinh thiết mà đệ tử mỗi tháng đều phải nộp lên cho đạo môn. Loại thiết luyện này chính là tài liệu trụ cột đúc khí sử dụng. Đem sắt cứng bình thường dùng bí thuật tru luyện 9 lần sẽ trở thành một loại tinh thiết phàm tục khó gặp, tùy tiện cầm một khối ra ngoài cũng rèn nên thần binh lợi khí. Mà bên trong đoán chân cốc thế hệ này, chui luyện thiết luyện lại là một khâu trụ cột nhất trong đúc khí. Chỉ có chừng 20 người đệ tử mới vừa vào đoán chân cốc chịu trách nhiệm công việc này. Màn đêm buông xuống, Phương Hành ở đoán chân cốc chọn lấy một tòa động phù. Sáng sớm hôm sau đã có một tiểu động đưa tới ngọc sách, phía trên lại là 21 cái tên, đều là đệ tử đoán chân cốc cần nộp thiết luyện. Tiểu đạo đồng nói: "Phụng mệnh sư tôn, đem danh sách này tới đưa cho ngươi. Tổng cộng 21 người, mỗi tháng bọn họ đều phải chịu trách nhiệm giao cho đạo môn 3 cân thiết luyện. Tháng này 63 cân thiết luyện sẽ tùy ngươi tới thu. Tình thiết thu được sẽ do hắn đích thân tra xét, nếu có một chút không đúng sẽ khấu trừ ngươi từ nguyên tháng này." Sau khi nói xong liền đứng ở động cầu của Phương Hành, mắt nhìn Phương Hành không nói lời nào. Phương Hành chăm chú nhìn ngọc sách, vừa quay đầu thấy Tiểu Đạo Đồng còn chưa đi, liền nói: "Ta biết rồi, ngươi trở về đi." Tiểu Đạo Đồng nói: "Ta tần tần khổ khổ đưa ngọc sách tới đây cho ngươi, ngươi không tỏ vẻ một chút hay sao?" Phương Hành thoáng cách trừng mắt: "Hừ, ngươi đây là muốn tống tiền ta sao? Có tin ta đánh ngươi hay không?" Tiểu Đạo Đồng nói: "Sư tôn nói ngươi đã phát tài, cho ta mấy đồng tiền thường cũng là chuyện nên làm mà." Phương Hành thế mới biết Thiết Như Cuồng thấy mình tối hôm qua đánh cướp không ít thứ tốt, cố ý để cho Tiểu Đạo Đồng này tới chỗ mình nơi này chiếm một chút tiện nghi. Bất đắc dĩ tiện tay lấy một khối trung phẩm linh thạch ném tới: "Tiểu Vương bắt đàn, cút nhanh lên." Tiểu Đạo Đồng mắt thoáng cái trợn lớn, run rẩy nhận trung phẩm linh thạch, thở dài nói: "Sư huynh thật là tốt, thật là hào phóng mà." Thì ra mặc dù Thiết Như Cuồng nói có thể trực tiếp hướng Phương Hành đòi phần thưởng, cũng không ngờ Phương Hành đã hào phóng như vậy. Hắn không biết Phương Hành đêm qua làm loạn chiếm được rất nhiều, nói ít thì cũng 30-40 khối trung phẩm linh thạch, thực đúng là không thiếu một khối này. Hơn nữa hắn trời sinh đã là trong ổ cướp, quá quen cuộc sống uống chén rượu lớn, đại xứng phân kim, đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì. Bình thời có tiền thì tiêu như nước, cho đến thời điểm không có tiền thì mới có thể ý thức được tiền tài quý giá. "Ít vỗ mông ngựa thôi, cút đi." Phương Hành vung tay lên, chính mình cầm ngọc sách muốn trở về động phủ. Tiểu Đạo Đồng lại nói: "Phương sư huynh, người đã hào phóng như vậy, ta sẽ nói cho người biết một bí mật nhỏ. Sư tôn nói người lấy được danh sách nhất định sẽ nghĩ tới cách dùng vũ lực đi bức bách bọn họ nộp lên thiết luyện. Nhưng nếu như người thực làm như vậy, nhiệm vụ này hơn phân nửa sẽ kết thúc không thành. Cần động não nhiều vào." "Tốt lắm, chính là câu này, bản thân người chú ý nhiều vào." Vừa nói vừa nhảy nhót rời đi. Phương Hành cũng ngẩn người, nghĩ thầm trên thế gian này còn có chuyện võ lực không giải quyết được sao? Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ câu nói sau cùng của Tiểu Đạo Đồng là có ý gì. Phương Hành cũng không đi quản nữa, trực tiếp khiêng Thanh Long Bích Diễm Đao cửa ra cửa, đi tới đoán chân cốc cốc khẩu động phủ thứ hai. Nơi này chính là một người trong danh sách của ngọc sách, chính là một cái nội môn đệ tử vào đoán chân cốc đã nửa năm, cửa đá không đóng. Phương Hành đi thẳng vào kêu lên: "Lưu Hoa Trường có ở đây không?" Trong động phủ, sau một cái thạch án,
Có một hán tử chừng 30 tuổi ngẩng đầu lên, cười nói: "Xin hỏi là..." Phương Hành đưa thanh long bích diễm đao trong tay huy vũ nửa vòng, phách một cái vào không khí quát lên: "Người không nhận ra ta sao? Vậy thì nghe cho rõ đây, tiểu gia là Phương Hành, ngày hôm qua vừa đánh Mạc Dung Anh, hiện tại cũng là đệ tử Đoán Trần Cốc. Bắt đầu từ hôm nay, các người mỗi tháng cần nộp tình tiết để ta tiến đến nghiệm thu. Trước khi tới kỳ hạn, ít hơn một chút ta cũng sẽ lấy mạng các người." Lưu Hoa Trương ngẩn ngơ, sau đó đầy mặt tươi cười nói: "À, nguyên lai là chuyện này. Tiểu sư huynh yên tâm, đây là đạo môn giao phó nhiệm vụ, mỗi tháng đều phải làm, sao lại dám có nửa phần sai lầm. Trước kỳ hạn nhất định sẽ dâng lên." "À, người biết là tốt rồi." Phương Hành cũng ngẩn ra, cũng không ngờ người này lại dễ nói chuyện như vậy, ngượng ngùng thu đao lại. Hắn vốn tưởng rằng trải qua chuyện tối hôm qua, Đoán Trần Cốc nhất định sẽ trở mặt với mình, nói không chừng sẽ có người mượn chuyện này mà chèn ép mình. Vì vậy hùng hổ tới đây chính là muốn trực tiếp triển lộ lôi đình thủ đoạn, lập một chút uy, tránh cho người ta ở chuyện này động thủ trước, hại chính mình không kết thúc được nhiệm vụ. Nhưng mà biểu hiện của Lưu Hoa Trương làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. "Tốt lắm, ta đi, người cố gắng làm thật tốt, chỉ cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, ta tất có hậu báo." Phương Hành nâng đao hướng Lưu Hoa Trương dặn dò một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. "Tiểu sư huynh đi thong thả nhé." Lưu Hoa Trương ở phía sau ân cần đưa tiễn, cũng làm cho Phương Hành có chút hồ nghi xem xét mấy lần. Rời đi động phủ của Lưu Hoa Trương, Phương Hành liền hướng động phủ thứ hai đi tới. "À, nguyên lai là Phương sư huynh sao? Là nói chuyện linh thiết sao? Ngày hôm qua chỉ nghe thấy người nói, bảo đảm là không thành vấn đề." "Tốt, không thành vấn đề là tốt, đúng hạn giao tới đây đấy." "Nhất định nhất định, tuyệt sẽ không làm chết nải đại sự như thế, Phương sư huynh yên tâm đi." Rời động phủ thứ hai, Phương Hành càng nghi ngờ hơn, nghĩ thầm mọi người ở trong Đoán Trần Cốc đều dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu thực sự là như thế, nhiệm vụ này có gì mà khó, không phải là đơn giản sao? Trong lòng càng nghi ngờ càng mạnh, Phương Hành lại tiến vào động phủ thứ ba. Vẫn như vậy, trong động phủ đệ tử càng dễ nói chuyện. Vừa tiến đến đã dâng đan trà, ân cần mời Phương Hành ngồi xuống. Như vậy đại đao trong tay Phương Hành cũng ngại lấy ra hù dọa người, nói thẳng chuyện thiết luyện. Người đệ tử này cũng vỗ ngực, nói tuyệt đối là không thành vấn đề, nhất định sẽ nộp đúng hạn. Cho tới trưa, đi mười mấy nhà, từng cái đều nói như vậy, thoạt nhìn là tựa hồ vận khí rất tốt. Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thu thiết luyện, nếu thực sự dễ dàng như vậy, Thiết lão đầu cũng sẽ không dùng chuyện này tới khảo nghiệm ta. Hơn nữa tao ngày hôm qua vừa đánh sư huynh đệ của bọn hắn, đám người kia cho dù không có huyết tính thì cũng không thể đối với ta khách khí như vậy chứ. Khiêng đại đao, Phương Hành híp mắt, vừa đi vừa nghĩ. Không thể nào, đám người kia nhất định đã có tâm tư, nghĩ cách tính toán ta. Lúc này hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Bọn khốn kiếp này rốt cuộc tính toán ta làm sao đây? Phương Hành yên lặng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể sẽ có vô số loại quỷ kế, cũng không biết đối phương sẽ dùng loại nào. Cuối cùng ở trong lòng quyết đoán, làm ra quyết định, lại đi trở về động phủ thứ nhất. Trong động phủ thứ nhất, đệ tử Lưu Hoa Trương nhìn thấy Phương Hành vòng trở lại, nhất thời hơi ngẩn ra. Phương Hành cười nói: "Lưu sư đệ, mới vừa rồi sư tôn hạ lệnh mới cho ta, một nhóm tình thiết thu này hắn cần dùng gấp, cho nên thời gian sẽ trước 10 ngày, 13 tháng sau thiết luyện sẽ phải thu đủ, làm phiền rồi." Đệ tử tên là Lưu Hoa Trương hơi ngẩn ra nói: "Trong cốc không phải là còn mấy ngàn cân tinh thiết chữ hàng sao? Sư tôn làm sao có thể cần dùng gấp mấy cân chúng ta mới luyện chế được chứ?" Phương Hành nói: "Ta nào có biết, tóm lại thời gian sẽ ngắn bớt đấy." Lưu Hoa Trương cười khổ nói: "Phương tiểu sư huynh, thời gian 13 ngày sợ là không thành đâu, chúng ta cũng muốn tu luyện." Phương Hành vừa trừng mắt, đại đao trống rỗng bổ xuống quát lên: "Ta quản ngươi tu hay không tu luyện, trước 13 tháng sau thiết luyện nhất định phải giao tới đây. Nếu không vấn đề ban thường thật dày, nếu có vấn đề đại đao nói cho người biết." Lưu Hoa Trương bị sợ hết hồn, thầm nghĩ mới vừa rồi còn rời động phủ, tiểu vương bắt đàn này còn rất dễ nói chuyện, làm sao đột nhiên lại đổi sắc mặt rồi? Chẳng lẽ có người nào đó đem kế hoạch đêm qua của chúng ta thương lượng tiết lộ ra? Trong lòng tính toán, trên mặt cũng bất động thanh sắc, kính cẩn nói: "Nếu Phương tiểu sư huynh nói như vậy rồi, sư đệ thì sẽ tự nhiên làm theo." "Tốt." Phương Hành hừ lạnh một tiếng, khiêng đại đao đi, tiếp tục đi tìm nhà thư hành. Liên tiếp 21 động phủ đi một lượt,
Đem lời này lần lượt nói một lần, Phương Hành lúc này mới yên tâm một chút. Trước 10 ngày thu thiết luyện, cũng là cho mình thời gian 10 ngày đề phòng, xảy ra vấn đề gì thì cũng có cơ hội bổ túc. Đem đệ tử cần giao nộp nhắc nhở một lần, Phương Hành liền trở lại động phủ của mình. Suy nghĩ một chút, vừa tìm đến một khối gỗ lớn cùng giấy bút mực, chấm mực đậm, năm ngón tay cầm bút thoăn thoắt viết xuống hai hàng chữ to siêu siêu vẹo vẹo, sau đó treo ở ngoài động phủ của mình. Nội dung chính là: nộp trước sẽ có phần thưởng, cố ý quấy rối sẽ chém chết. Phương Hành làm xong những thứ này liền đi Thanh Mộc Các một chuyến, cầm 5 viên trung phẩm linh thạch đổi lấy 500 khối phẩm hạ linh thạch, đầy đủ một đống đỏ rực chói mắt, để tại bên trái ngoài động phủ của chính mình. Phía bên phải thì đem thanh long bích diễm đao hướng ở trên mặt đất cắm xuống, uy phong lẫm liệt. Chính mình thì đem một chiếc ghế dựa an nhàn ngồi ở ngoài động phủ, lấy ra ngọc sách phục khắc trụ cột pháp thuật, từ từ tìm hiểu. Bộ dáng kia lại hấp dẫn không ít người đi qua đoán chân cốc, nhất là một đống hạ phẩm linh thạch, thực sự làm cho người ta nhìn trông mà thèm. Dù sao coi như là tiến vào nội môn, mỗi tháng từ nguyên cũng bất quá là có 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Muốn kiếm lấy nhiều hơn, chỉ có cố gắng tăng lên thành tựu phương diện đan, khí, phù, trận của mình, tự mình tranh thủ. Nhắc tới chút ít đệ tử tiến vào nội môn, trong nhà khốn cùng thực đúng là không nhiều. Người nhà bần hàn, người gia cảnh bần hàn cũng không đủ tài nguyên, không sai biệt lắm ở ngoại môn đã bị loại bỏ. Coi như là trong nhà có chút tài nguyên, ở bên trong tu hành giới là cái động không đáy, cũng không phải là mỗi người đều có thể dư giả. Trừ phi là như Mạc Dung Anh, Tần Hạnh Nhi ở trong nhà hào phú, hay là như Hứa Linh Vân đan pháp thành tựu cao thâm, còn có thể chính mình kiếm lấy đầy đủ tài nguyên mới có thể cầm trung phẩm linh thạch nói chuyện. Hạ phẩm linh thạch không để vào mắt. Có thể nói Phương Hành đưa ra một đống hạ phẩm linh thạch đối với rất nhiều người mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Hơn nữa Phương Hành cũng đưa ra tấm gỗ, nhất thời có nhiều người bị hấp dẫn tiến lên chắp tay hành lễ nói: Phương tiểu sư huynh, ngươi nhiều linh thạch như vậy không thu lại cẩn thận bày ra để làm cái gì vậy? Phương Hành ngông nghênh thở dài nói: Không có biện pháp, sư tôn để ta thu linh thiết tháng này, sợ các huynh đệ không để mặt, cũng đành phải lấy tiền ra để mà cổ vũ. Ai đúng hạn nộp thiết luyện, ta sẽ thưởng hắn 10 khối linh thạch. Đệ tử tiến đến đây hỏi hơi kinh hãi. Mỗi tháng 3 cần thiết, từ trước đến giờ là nghĩa vụ các đệ tử mới vào đoán chân cốc phải nộp cho đạo môn, không có nửa điểm linh thạch phân phát. Phương Hành nói: Đạo môn là đạo môn, ta là ta, Phương đại gia ta có tiền, ai cho ta mặt mũi, ta sẽ cho người đó lợi ích. Bất quá nếu có người không để mặt ta, làm trễ nải đại sự của ta, chuôi đao này để ở chỗ này cũng không phải là đùa giỡn đâu. Đệ tử đứng xem than thở không dứt, chắp tay có lui. Rất nhanh, hành vi của Phương Hành đã truyền khắp cả đoán chân cốc. Bình thời đoán chân cốc đệ tử nộp lên 3 cân thiết luyện, nhưng không có nửa điểm lợi ích nào. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên tiểu thổ hào, trực tiếp đem linh thạch bày ra. Các đệ tử bản thân tiền tài không dư giả, sao có thể không động tâm? Màn đêm buông xuống, đã có mười mấy đệ tử tháng này cần nộp linh thạch gom lại cùng nhau thương nghị. Có người nói: Cũng không phải là ta không chung một chiến tuyến với mọi người, chẳng qua là Phương Hành này thực sự hào phóng, chỉ cần đúng hạn nộp thiết luyện, ta có thể mời có 10 khối linh thạch tới tay. Đấy cũng không phải là số lượng nhỏ, đạo môn một tháng mới cho chúng ta có 10 khối linh thạch, cơ hội như vậy nơi nào mà có được. Người bên cạnh lập tức tán thành nói: Nói không sai, mặc dù nói tiểu quỷ này đắc tội Mạc Dung sư huynh, chúng ta cũng làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy, tập hợp cùng nhau cho tiểu quỷ này một cái hạ mã uy, để cho hắn hiểu được đoán chân cốc là một địa phương có quy tắc, cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà 10 khối linh thạch bỏ qua cũng không phải là cử chỉ sáng suốt đâu. Dù sao mọi người bình thường thì cuộc sống đâu có gì dư giả chứ. Mọi người thất trùy bát thiệt đã đều động tâm, muốn đem 3 cân thiết luyện giao lên. Trong đám người có một hắn tử gầy gò, râu chuột cười lạnh nói: Vốn dĩ chúng ta đêm đó thương lượng, muốn thay Mạc Dung sư huynh chút giận một phen, ngoài mặt hào hào đáp ứng, chính là kéo dài không giao. Hắn muốn ngày 20 thu thiết luyện, chúng ta cần phải cho hắn 24 mới lên giao nộp, để cho hắn không thành công lần sư tôn giao phó này. Nếu hắn thực dám động thủ, không nói đến chúng ta nhiều người như vậy, không chắc đã thua hắn. Coi như là cùng nhau hướng sư tôn kiện hắn một phen, cũng để cho hắn chịu thiệt thòi. Các người ở đây cũng là thế nào? 10 khối hạ phẩm linh thạch đã làm cho các ngươi động tâm sao? Làm sao có thể biết giúp Mạc Dung sư huynh lần này hắn có thể phong hậu hơn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lần này mọi người liên hợp lại, chú ý cho Phương Hành một hạ mã uy, chính là hắn từ dâu chuột này nói ra. Hắn cũng nói
Làm thành chuyện này, Mạc Dung Anh sẽ có hậu báo cho đoàn người. Chẳng qua là một bên là một hứa hẹn không đâu, một bên lại là một đống linh thạch đỏ rực, nộp thiết luyện là có thể nhận được, nên chọn bên nào ai cũng không ngốc. Trúc Thử sư huynh, kế này đã không thể thực hiện được rồi. Tiểu quỷ này đem thời gian giao nộp thiết luyện đẩy lên sớm 10 ngày, đoán chừng là đề phòng chúng ta rồi trò. Nếu như chúng ta cứng rắn kéo dài tới sau 13 mới nộp mà nói, chỉ sợ hắn sẽ đánh tới cửa. Đúng đúng, mặc dù mọi người chúng ta liên thủ không sợ hắn, nhưng tiểu quỷ này do sư tôn mình thu vào trong cốc, chúng ta làm quá mức, sư tôn có thể tức giận hay không? Huống chi bằng thực lực của tiểu quỷ này, chúng ta cho dù có muốn liên thủ chế phục hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Vạn nhất người bị thương, ai, đây cũng là cần tốn hao linh thạch mua thuốc chữa thương đấy. Ngụ ý rằng Trúc Thử ngươi mặc dù đại biểu Mạc Dung sư huynh tới phân phó chúng ta làm chuyện này, nhưng mà nếu chút chỗ tốt cũng không cho chúng ta thấy, thì mọi người làm chuyện này cho ngươi cũng có chút tâm không cam lòng không muốn rồi. Mau mau cầm chút lợi ích tới đây mới là đúng đắn. Hắn từ dâu chuột có chút bất đắc dĩ. Mạc Dung Anh đúng là kẻ có tiền, bất quá mới vừa thu một thanh thanh long bích diễm đao, lại thêm 10 khối trung phẩm linh thạch, đang trong thời điểm khó khăn, cũng quả thực không cách nào có thể trực tiếp lấy ra nhiều lợi ích như vậy tới phân cho đoàn người. Hắn cũng có chút khó xử. Bất quá hắn tâm tư linh động, nghĩ lại vừa sinh ra một chủ ý. Thôi đi, nếu tiểu quỷ này nói trước 10 ngày giao nộp linh thạch, kế hoạch ban đầu thực là không dễ tiến hành, vậy thì dứt khoát như vậy, ta có một chủ ý, bảo đảm mọi người có thể không công lý được linh thạch, có thể thay Mạc Dung sư huynh trả thù. Cứ như vậy, chẳng những có 10 khối linh thạch của tiểu quỷ này, còn có Mạc Dung sư huynh ban thưởng, cớ sao lại không làm chứ? Mọi người nghe ánh mắt tất cả đều tỏa sáng, vội vàng cùng nhau đi lên. Nguyện ý nghe Trúc Thử sư huynh chỉ giáo. Pháp nhãn thuật, bình chứng thuật, cảm ứng thuật. Bên trong đoán trần cốc, Phương Hành trong khoảng thời gian này cũng không ngồi không, mà là chăm chỉ tìm hiểu trụ cột pháp thuật. Pháp thuật cấp thấp sở dĩ được gọi là trụ cột pháp thuật là bởi vì nó đơn giản rồi lại vô cùng thực dụng. Nói thí dụ như là dẫn lực, liền có cách không thủ vật, đề khí tung mình, ngăn cản ngoại lai công kích, đủ loại tác dụng. Mặc dù pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chỉ sợ đến kim đan cảnh giới cho tới nguyên anh cảnh giới cũng có thể phải dùng tới. Quả thực là một loại pháp thuật có thể sống đến già, luyện đến già. Mà pháp nhãn thuật, cảm ứng thuật, bình chứng thuật liền được xưng là tứ đại trụ cột pháp thuật người tu hành tất phải tu. Trong dẫn lực thuật tác dụng không cần nhiều lời, pháp nhãn thuật chính là tiêu hao linh khí trên phạm vi lớn tăng lên nhãn lực của mình. Không những ở trong khoảng thời gian ngắn thấy được ở nơi xa sự vật chính mình không cách nào quan sát được, thậm chí có thể phân biệt một chút ảo ảnh. Cảm ứng thuật là một loại pháp thuật thông qua linh lực tới cảm ứng dò xét. Nói thí dụ như một vật đặt ở bên trong hộp gỗ, chính là thi triển pháp nhãn chỉ sợ cũng không cách nào có thể khám phá, lúc này sẽ phải vận dụng cảm ứng thuật rồi. Có thể cách hộp gỗ lấy vật ở bên trong, cũng có thể sử dụng loại pháp thuật này thấy nội dung một cuốn sách vốn không mở ra. Mặt khác, sử dụng loại pháp thuật này cũng có thể tiếp xúc cảm thụ trong cơ thể linh khí vận chuyển. Ban đầu Thanh Vân Tông Chủ Trần Huyền Hoa chính là dùng biện pháp này để dò xét tu vi của Phương Hành. Mà bình chứng thuật, tên như ý nghĩa, chính là ở xung quanh người kết thành một đạo bình chứng. Bình chứng không phá, tu sĩ không phải là chịu bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ pháp thuật cũng là linh lực làm cơ sở, cần tiêu hao linh lực. Mà linh lực càng mạnh, hiệu quả pháp thuật sẽ càng rõ ràng. Dĩ nhiên, pháp thuật dụng số càng nhiều lần, luyện càng thuần thục cũng sẽ tăng lên hiệu quả. Ở trong cuộc sống tu hành pháp thuật, 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà Phương Hành bày ra cái dáng vẻ cũng rốt cuộc bắt đầu nghênh đón đoán trần cốc các đệ tử tới nộp linh thạch. Thậm chí những người này còn cùng nhau tới. Phương tiểu sư huynh, cầm đầu chính là Lưu Hoa Trương. Hắn trước nhìn thật sâu một cái bên trái Phương Hành là một đống hạ phẩm linh thạch, mặt tràn đầy tham lam, lúc này mới nói: nghe người ta nói nếu như chúng ta nộp thiết luyện đúng hạn, Phương tiểu sư huynh sẽ thưởng linh thạch. Phương Hành thu hồi ngọc sách, lười biếng nói: đó là tự nhiên, Phương đại gia ta luôn làm việc giữ lời, người khác nộp thiết luyện sớm sẽ có 10 khối linh thạch nhận về. Nhưng nếu là cố ý quấy rối, vậy thì phạt 20 khối. Lưu Hòa Trường ngây ngốc cười nói: tuyệt đối không dám. Ban đầu Phương tiểu sư huynh ngươi nói muốn nói trước 10 ngày thu thiết luyện, ta cùng một đám các sư huynh đệ ngày đêm kiên trình, ngay cả tu luyện cũng không để ý, nhất định sẽ sớm ngày luyện ra. Vừa nói tiến tới trước, đem một khối tinh thiết sắc mặt như ngọc, trong suốt loáng thoáng giao cho Phương Hành nói: đây là một tháng qua ta luyện chế ra thiết luyện, chung là 3 cân 1,
nhiều ra không cần tính toán, mời Phương tiểu sư huynh nhận. Phương Hành nhìn sang linh thạch trên tay hắn, bất động thanh sắc nói: tự mình lấy 10 khối linh thạch. Kế tiếp, Lưu Hoa Trường lấy được 10 khối linh thạch, vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy mình thực sự là kiếm lời. Những người khác thấy vậy thì cũng rối rít liên tiếp nộp lên thiết luyện. Mọi người vô cùng phối hợp ôn thuần, trung thực, thậm chí ngay cả bọn họ nộp lên tinh thiết cũng hoặc là nhiều hơn một lượng, hoặc là nhiều hơn 2-3 lượng. Nộp thiết luyện xong, liền tự đi bên cạnh cầm linh thạch, vui dạo dực nhìn bên. Có người trong đôi mắt còn lộ ra khinh thường, khó có thể phát hiện. Đến ta sao? Một hắn tử gầy gò đi tới, ở trong ngực cũng đang cầm một khối thiết luyện. Nhìn theo hắn, mấy người đệ tử khác cũng rối rít nhường ra một con đường để cho hắn đi lên. Cùng xưng Trúc Thừa sư huynh. Trúc Thừa sư huynh đi tới trước người của Phương Hành cười nói: Phương sư đệ, khối thiết luyện của ta ước chừng nhiều ra 4 lượng, không bằng ngươi thưởng ta thêm mấy khối linh thạch đi. Những người khác thấy uy phong của Phương Hành đêm đó đại chiến Mạc Dung Anh, mặc dù số tuổi cách biệt khá lớn, nhưng cũng đều xưng hô là hắn Phương tiểu sư huynh. Mà tên Trúc Thừa đi lên liền gọi là Phương sư đệ, vẻ mặt cợt nhả, cũng không có bộ dáng đàng hoàng như đệ tử bình thường. Phương Hành thấy vậy thì trong lòng đã có chút chán ghét, trên mặt cười nói: đơn giản, ngươi cầm 12 khối linh thạch đi. Trúc Thừa ha ha cười một tiếng nói: cho ta 13 khối đi. Phương Hành lỗ mũi hừ hừ hai tiếng nói: ngươi cầm 14 khối đi. Người khác cũng nhìn ra Phương Hành có chút mất hứng. Trúc Thừa này ha ha một tiếng, để xuống thiết luyện, thực sự cầm đi 14 khối. Vậy Phương sư đệ ngươi trước mau lên, ta có việc muốn làm, đi về trước. Trúc Thừa cười, có vẻ hơi khinh thường Phương Hành một cái, cười ha ha, nói trước muốn đi. Phương Hành cười nói: chờ một lát, ta còn có lời muốn nói. Trúc Thừa thấy vậy bước đi thoải mái, lười biếng đứng bên trong đám người, hướng mấy đệ tử khác đưa ánh mắt đắc ý, phảng phất đang nói: như thế nào, nghe ta không sai sao? Tiểu quỷ này đủ hung ác thế nào cũng sẽ phải uống nước rửa chân của lão già ta. Không lâu lắm, 21 người đều nộp đầy đủ tinh thiết, 500 khối linh thạch bên cạnh cũng đã vơi xuống một nửa. Phương Hành lúc này mới lười biếng đứng lên, tiện tay cầm lên một khối thiết luyện nhìn một cái, mặt lộ ra vẻ cười lạnh, vừa buông xuống, sau đó cầm lên một khối thiết luyện khác đến xem, sau đó lại để xuống. Quá trình này cũng không nói chuyện, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Phương sư đệ, thiết luyện chúng ta đã nộp, có thể trở về tu luyện sao? Trúc Thừa tiến lên một bước, cười hì hì nói. Phương Hành không nói, tiếp tục tra xét thiết luyện. Phương sư đệ, Trúc Thừa thấy vậy vừa tiến lên một bước, thử dò xét kêu lên. Phương Hành bỗng nhiên mở ra 5 ngón tay, dẫn lực thuật đánh ra, thành lòng bích diễm đào cắm trên mặt đất, bay đến trong tay quán, xa xa chỉ Trúc Thừa nói: biết đều một chút, đứng đó cho ta. Người Trúc Thừa có chút không vui, nhưng tự nghĩ mình không phải là đối thủ quán, liền cứng rắn nuốt xuống cục tức, đứng về phía đám người. Vừa kiểm tra 4-5 khối thiết luyện, Phương Hành ở trên mặt dần dần hiện ra buồn bã, bỗng nhiên hất tung trường án, vùng đào chỉ hướng chúng đệ tử quát lạnh nói: các ngươi một đám khốn kiếp, tiểu gia tự móc tiền túi ban thưởng cho các ngươi, đây là lần đầu tiên các ngươi lại vẫn không biết điều, dám cầm những thứ phế thải để đến lừa gạt ta, tưởng tiểu gia dễ bắt nạt hay sao? Trong khi nói chuyện, mắt đỏ lên, đúng thực sự đã nổi giận. Thì ra là Phương Hành mặc dù đánh ra tay trái đinh thạch hay là tay phải đại đao ngụy trang, thì đám đệ tử này cũng biểu hiện vô cùng phối hợp, nhưng hắn trong lòng vẫn không yên. Vì vậy đám người kia đem thiết luyện đưa tới, cũng lấy âm dương thần ma giám tra xét một chút, vừa nhìn lại rõ ràng phát hiện một đám khốn kiếp này đưa tới thiết luyện, thế nhưng cũng là thứ phẩm ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Loại thiết luyện này là dùng tới chế tạo pháp khí, cần linh hỏa cửu truyền mới có thể đem tạp chất tinh luyện hóa thành thuần khiết tinh khiết. Mỗi một truyền công phu không đủ, bên trong tạp chất sẽ nhiều ra, dùng mắt thường đi xem, thậm chí là dùng cảm ứng thuật đi xem cũng rất nhiều khó phát hiện. Chỉ có đại sư đối với phương pháp đúc khí thành tựu sâu đậm mới có thể dùng thủ pháp đặc thù kiểm tra đo lường ra. Mà Phương Hành có thể trực tiếp lấy âm dương thần ma giám nhìn thông thấu. Vì vậy ở Phương Hành phát hiện cơ hồ toàn bộ thiết luyện cũng là thứ phẩm, lập tức phát hỏa: bọn khốn kiếp này lá gan thật đúng là lớn, thật sự coi chính mình dễ lừa gạt sao? Nói không thể, nếu mình không có âm dương thần ma giám vẫn thực sự bị bọn họ hồ lộng. Tiểu quỷ này bất quá nhìn thoáng qua, làm sao có thể nhìn ra chúng ta động tay chân? Chúng đệ tử thấy vậy trong lòng lập tức luống cuống,
theo bản năng hướng Trúc Thử nhìn sang. Cái phương pháp này chính là Trúc Thử dạy cho bọn hắn. Thời điểm rèn luyện thiết luyện cần linh hỏa cửu truyền, bọn họ cố ý ở trong đó mỗi một đạo hỏa hòa hầu không yên, hoặc là trực tiếp giảm bớt. Như vậy tinh thiết không coi là chân chính tinh thiết, nếu muốn dùng chỉ có thể luyện một lần nữa mới được. Hơn nữa dùng loại thủ đoạn này luyện gia đình tinh thiết, người bình thường căn bản nhìn không ra gian trá, ngay cả chính bọn hắn cũng không phân biệt được trong đó khác biệt. Vốn định lừa gạt Phương Hành vậy là đủ rồi, lại không nghĩ hắn đã có thể nhìn ra được. Trúc Thử thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, trong lòng cũng cả kinh, bất quá cố gắng giữ cho chấn định, thầm nghĩ: tiểu quỷ này mới vừa tiến vào đoán trần cốc, làm sao có thể phân biệt được ra có thứ phẩm hay không? Chẳng lẽ cố ý lừa gạt chúng ta? Nghĩ đến đây, liền tiến lên một bước trầm giọng nói: Phương Dương Đệ chưa nói xấu chúng ta, vì phối hợp người quyết định nộp thiết luyện sớm 10 ngày, bọn ta đã phải tu luyện cũng bỏ bê, ngày đêm kiêm công luyện ra nhóm thiết luyện này, làm sao có thể có vấn đề chứ? Nếu người vu khống chúng ta, sẽ không sợ chúng các sư huynh đệ tử cảm thấy bất mãn nữa? Phương Hành nhìn hắn một cái nói: người khác cũng không nói lời nào, chỉ có ngươi nói chuyện, nói rõ ngươi là chủ sự. Trúc Thử mặt cũng chợt đỏ bừng, quát lên: nói hưu nói vượn, ta bất quá là thay các sư huynh đệ nói câu đông công đạo mà thôi. Phương Hành nhìn về phía những người khác nói: hắn cảm giác mình nộp lên thiết luyện không có vấn đề, còn có người nào cũng cảm thấy không có vấn đề? Đệ tử khác phần lớn cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng vốn có tật giật mình, lúc này cũng không dám ra mặt. Nhưng cũng có mấy người trong lòng có ý nghĩ giống như Trúc Thử, cảm thấy Phương Hành đang hù dọa bọn hắn. Hơn nữa bình thời náo động thì trong lòng không phục Phương Hành, đã mở miệng nói: Trúc Thử sư huynh nói không sai, chúng ta nộp tinh thiết không có bất cứ vấn đề gì cả. Phương Hành nhớ lấy bộ dáng mấy người này bất động thanh sắc, hướng đầy đất tinh thiết nhìn lại, vùng chân đá một khối tinh thiết luyện dưới chân nói: một khối này tạp chất nhiều 5 phần. Vừa đá một khối khác nói: khối này tạp chất nhiều 3 phần. Nhìn về phía khối thứ 3, trao mày không nhịn được mắng: còn mẹ nó, khối này nhiều hơn 1 thành. Ánh mắt lạnh lẽo hung hăng hướng mọi người nhìn sang quát lên: thật sự coi tiểu gia là người ngu, chưa nhìn ra sao? Chúng đệ tử ánh mắt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành có thể đem mỗi một khối thiết luyện nói ra hàm lượng tạp chất bên trong, không kém chút nào. Nhất thời ánh mắt nhất tề hướng về phía Trúc Thử, hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý. Ngay cả Trúc Thử cũng há miệng không nói nên lời. Hắn vốn nghĩ Phương Hành không hiểu huyện luyện khí, nhìn không ra thiết luyện chất lượng, lại không nghĩ Phương Hành thế nhưng nói nhất thanh nhị sở, hoàn toàn ngoại dự liệu. Thật thở dài, Phương Hành đè xuống lửa giận trong lòng nói: cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, theo như là quy củ làm việc, đem tiền thưởng vừa rồi cầm giao ra đây, sau đó giao 20 khối linh thạch tiền phạt, trở về đem thiết luyện luyện tốt giao nộp lên đây. Vừa nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, có một người nhát gan nhất thời trong lòng run lên chạy ra: Phương tiểu sư huynh, là ta không đúng, luyện quá mau, hòa hầu kém một chút, ta đem linh thạch trả lại cho ngươi. Vừa nói đem 10 khối linh thạch bỏ vào trong ống, ôm lấy thiết luyện trở về đi luyện lại. Phương Hành lại gọi ngắn nói: còn tiền phạt 20 khối. Đệ tử kia nhất thời đứng sững lại, chậm chạp thùng thình nhưng vẫn đem linh thạch lấy ra. Trúc Thử bỗng nhiên nói: chậm đã. Chuyển hướng Phương Hành nói: Phương sư đệ, bởi vì ngươi thu trước kỳ hạn 10 ngày, mọi người luyện có chút vội vàng, xảy ra chút vấn đề cũng là có. Cùng lắm thì chúng ta đem linh thạch trả lại cho ngươi, trở về luyện lại là được. Nhưng ngươi lại muốn thu tiền phạt, chuyện này không phù hợp quy củ. Ta vào đoán trần cốc 2 năm cũng chưa từng thấy bởi vì thiết luyện không phù hợp sẽ phải bị phạt. Phương Hành nhấc mắt một cái, cười hăng hắc nói: người tên Vương Bát Đản này, mới vừa rồi cầm linh thạch của tiểu gia tại sao không nói không hợp quy củ? Ta cho các người thu linh thạch của ta trước, chính là muốn nói cho các người biết, nếu lừa gạt tiểu gia, vậy thì ai cũng đừng có cùng ta nói gì quy củ cả. Hôm nay tất cả các người đều phải xui xẻo rồi. Ngươi... Trúc Thử mặt biến sắc, còn muốn nói nữa: trước bắt đầu là từ ngươi. Phương Hành quát to một tiếng, vùng đào hướng hắn chém tới, lửa giận dâng lên vì nhẫn nại đã lâu. Trúc Thử sợ hết hồn, không ngờ người này thực sự có can đảm động đao. Hơn nữa nhìn một đao kia vận đủ kinh lực hướng chính mình đánh xuống, bộ dáng dường như là muốn đem chính mình chém thành hai khúc. Hắn sợ hãi quát lòm to một tiếng, thật nhanh thi triển bình chứng thuật, đồng thời chỉ quyết bấm động,
Trong túi bên thắt lưng bay ra hai thanh phi kiếm, phẩm chất thế nhưng cũng không tệ. Một thanh phi kiếm hộ thể, một thanh hướng Phương Hành đâm tới. Phương Hành hắc một tiếng, linh khí rót vào thanh đao Thanh Long Bích Diễm đao. Đại đao vốn nặng 3.000 cân lại càng thế như mãnh long. Cạch một tiếng, một đao bổ vào bên trên bình chướng trước người của Trúc Thử, sức lực bắn ra trực tiếp đem bình chướng chém nát. Rồi sau đó đao thế xoay ngang, đập bay phi kiếm Trúc Thử hướng chính bình đâm tới. Thân hình nhảy về phía trước, thuận thế lại có một đao vung lên, thẳng quét hai chân. Trúc Thử không nghĩ tới lực lượng của tiểu quỷ này lại mạnh như vậy. Bình chứng thuật của mình thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không ngăn cản được. Quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, trong miệng đồng thời hét lớn: "Tiểu quỷ này điên rồi, nhanh đi bẩm báo sư tôn." Nhưng mà còn không chạy được mấy bước, Phương Hành đã xông lên, Thanh Long Bích Diễm đao đang ngang ra đánh vào chân đùi hắn. Chỉ nghe khanh khách mấy tiếng, hai chân không ngờ từng khúc bẻ gãy. Trong tiếng bi thảm, cả người bổ nhào ngã trên mặt đất. Rồi sau đó Phương Hành một bước vượt qua, đạp lên lưng hắn dẫm ở trên mặt đất. Một cước này mạnh như thế, đạp Trúc Thử cảm thấy ngực còn ngọt ngọt, máu tươi trực tiếp phun ra. "Lại dám đả thương người ở đoán Trần Cốc, ngươi điên rồi sao?" Mấy người cùng với Trúc Thử quan hệ tương đối thân thiết, rối rít gào thét, ánh mắt hoảng sợ, mặt như là màu đất. "Tiếp theo sẽ đến phiền mấy người các ngươi." Phương Hành nhớ rõ, mấy người này hay là tại chính mình hỏi, ai còn cảm giác tinh thiết mình nộp lên không có vấn đề. Cùng với Trúc Thử cùng nhau đứng ra bảo đảm thiết luyện của mình không có vấn đề, liền trực tiếp đề đao hướng bọn họ vọt tới. Mấy tên đệ tử này kinh hãi, có người hét đến: "Tiểu quỷ này tốc độ nhanh, chúng ta không trốn thoát được, cùng nhau đối phó hắn." Vừa nói liền tế ra phi kiếm, mấy người khác cũng đồng thời tế lên, năm đạo kiếm quang hướng Phương Hành chém tới. Phương Hành trong tay Thanh Long Bích Diễm đao huy vũ giống như là gió quạt, 4-5 đạo phi kiếm tiến tới gần, tất cả đều bị hắn quét rơi. Trong đó 2-3 chuôi trực tiếp bị sức lực trên đao chấn xuống, hiện lên tiếng vỡ. Rồi sau đó hắn thét lớn một tiếng, hai chân ở trên mặt đất một bước, trực tiếp đạp vỡ mặt đất đá xanh. Thân hình tựa như là đạn pháo hướng mấy người đệ tử này vọt tới, đồng thời đại lượng linh khí rót vào trong đao. Trên Thanh Long Bích Diễm đao, phong ấn sát khí hình rồng bị Phương Hành kích phát, quay xung quanh thân thể quán. Cũng vào lúc này, Phương Hành vừa vặn xông vào ở giữa năm người đệ tử, Thanh Long sát khí nhất thời ảnh hưởng đến bọn họ. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, trái tim thình thịch rung lên. Đừng nói xuất thủ, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng biến chậm. Mà Phương Hành không khách khí, Thanh Long đao giơ lên chém xuống. Ba ba luôn miệng, thẳng đánh năm đệ tử này chân gãy xương gãy, lăn lộn nằm trên mặt đất. Đến lúc này, coi như là người không cùng Phương Hành động thủ cũng cảm thấy sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ này lại hung dữ như vậy. Đây cũng là ở bên trong đoán Trần Cốc, mọi người đều là sư huynh đệ, thế nhưng đánh nhiều người như vậy bị xương vỡ vụn. Bất quá cũng may nhờ Phương Hành vẫn xoay đao ngang, nếu không đem lưỡi đao dựng thẳng, lúc này trên mặt đất tất nhiên là có một đám người chết rồi. "Lớn mật, lại dám bên trong đoán Trần Cốc hạ sát thủ như vậy, thực sự nghĩ không ai chi được ngươi sao?" Đột nhiên sau tùng bách, tự ảnh chợt lóe, trên đi ra một người, từ quan buộc tóc, vóc người thon dài, chính là Mạc Dung Anh. Ở bên cạnh hắn còn có một nam tử, số tuổi cùng hắn xê xích không nhiều. Trên người lại mặc một bộ áo choàng lục nhạt, lông mày dài, sắc mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn khí độ bất phàm. Mặc dù cũng là linh động tầng 6, khí tức so với Mạc Dung Anh cô đọng hơn rất nhiều. "Diệp Thiêm Long sư huynh, hắn hôm nay làm sao lại về cốc?" Đoán Trần Cốc đệ tử thấy nam tử áo lục, nhất để chấn động, không ít người cũng lập tức khom người hướng hắn thành lễ. "Mạc Dung sư đệ, người này chính là tiểu tử chấm đại đao của ngươi, quả nhiên là ngông cuồng." Sau khi nam tử áo lục hiện thân, đánh giá Phương Hành một cái, nhàn nhạt nói, có ý hơi khinh thường. Mạc Dung Anh ở trên mặt có chút lúng túng nói: "Là tiểu quỷ đại dùng âm mưu, nếu bàn về tu vi ta không sợ hắn." Nam tử áo lục cười nói: "Đoán Trần Cốc không phải là địa phương không có quy củ, không dung được một người không biết trời cao đất dày như vậy. Người trước đem hắn bắt giữ, dạy hắn hiểu chút quy củ làm người." Mạc Dung Anh nghiêm mặt nói, đang muốn như vậy, do dự một chút lại nói: "Người này đã lừa gạt đoạt Thanh Long Bích Diễm đao của ta, như là hổ thêm cánh, kính xin Diệp sư huynh đem Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy của ngươi cho ta mượn, để hàng phục tiểu tử đảo loạn thanh tĩnh của đoán Trần Cốc này." Nam tử áo lục Diệp Thiêm Phong cười cười nói: "Ngươi mời ta trở lại không phải là vì chuyện này sao? Cái chùy này ta sẽ cho ngươi mượn, bất quá chùy này vào tay ta đã 3 năm, cùng người đối trận chưa bao giờ thua,
người chớ làm mất mặt ta. Mạc Dung Anh trầm giọng nói, tạ ơn Diệp sư huynh, tuyệt đối không bôi nhọ cái chuyện này. Hai tay nhận lấy nam tử áo lục đưa tới một binh khí kỳ dị, lại là hai cái đồng truy, một lớn một nhỏ, lớn ước chừng là quả dưa hấu, nhỏ thì là như nắm tay, ở giữa có xích sắt huyền thiết nối liền, phía trên khắc đầy các loại phiền phức mật văn, thoạt nhìn là vô cùng bất phàm. Hướng Phương Hành đi tới, trầm giọng quát lên, tiểu cầu Phương Hành, người ngày đó làm nhục ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Phương Hành ở hai người bọn họ đi ra sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thấy Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy, ánh mắt của hắn chợt lóe, đã nhìn ra cái chùy này cũng là cao cấp pháp khí, cùng Thanh Long Bích Diễm Đào ngang hàng. Nhìn dáng dấp, Mạc Dung Anh là phát hiện mình có Thanh Long Bách Diễm Đào, tự nghĩ không phải là đối thủ của mình, liền cố ý mượn cao cấp pháp khí tới đối với mình. Khốn kiếp, người lén lén lút lút núp ở sau cây, tưởng tiểu gia không biết sao? Phương Hành trực tiếp vung đao bổ vào không khí, quát lạnh nói, ngày đó trong tay ngươi có pháp khí cao cấp, ta không có, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay trong tay chúng ta đều có pháp khí cao cấp, ta xem ngươi lấy cái gì mà theo ta đấu. Vừa nói, đột nhiên đại đao xoay tròn như luân, thế mà chủ động hướng Mạc Dung Anh vào tới. Phương Hành, Đoán Chân Cốc là một địa phương có quy tắc, há có thể để tùy ý ngươi nói phạt điền phạt, nói đả thương ngươi điền đả thương. Hôm nay ngươi làm chuyện này, người người oán trách, ta đang muốn bắt lại kẻ vô pháp vô thiên như ngươi, chờ đợi xử lý. Mạc Dung Anh cũng lao tới, trong miệng hét lớn, đến lúc này vẫn không quên chụp mũ Phương Hành. Nói đi rồi nói trở lại, Trúc Thừa làm vậy cũng chính là do hắn bày mưu bày kế, chính là muốn trước tiên bêu xấu Phương Hành một phen, sau đó cố ý chọc giận hắn, chính mình lại ra tay đem Phương Hành bắt giữ, chẳng những là báo thù ngay trước, còn muốn đoạt đại đao của mình. Oanh một tiếng, mắt thấy Phương Hành vọt tới, Mạc Dung Anh cánh tay run lên, đem đại chùy ném ra ngoài. Một chốc, đại chùy càng bay càng xa, càng biến càng lớn, thế nhưng hóa thành cái thớt, phô thiên cái địa, kình phong như thủy triều, trực tiếp hướng Phương Hành ập tới. Phương Hành trao mày, thân hình dừng lại, trong chốc lát tránh ra ba trượng, tránh thoát một chùy này kích. Người không phải là một thân quái lực sao, có thể thử chùy này một chút. Mạc Dung Anh nhe răng cười, trong tay xích sắt vừa thu lại, đại chùy nhỏ đi, thu trở về, sau đó lại vung lên, lại lần nữa trở nên to lớn, hướng Phương Hành đập xuống. Thì ra là đại chùy này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm, lúc đả thương địch thủ sẽ trở nên to lớn, sức nặng cũng theo đó thay đổi, tự nhiên uy thế vô cùng, lúc thu hồi sẽ nhỏ đi, thi triển ra dị thường linh hoạt. Tên khốn kiếp này đang ép ta. Phương Hành mắt híp lại, gắt gao nhìn lấy nắm lấy Thanh Long Bích Diễm Đao trong tay, linh khí điên cuồng tưới vào. Oanh một tiếng, mắt thấy đại chùy này lại một lần nữa hướng chính mình đập tới, Phương Hành bỗng dưng giống to một tiếng, thân hình như điện, không hề né tránh nữa, ngược lại trực tiếp hướng đại chùy vào tới. Cơ hồ trong chốc lát cũng đã có đại chùy trên không trung gặp nhau. Lúc này đại chùy mới vừa bị Mạc Dung từ trong tay ném ra, vẫn chưa tới ba trượng, trở nên như thùng nước, sức nặng ước chừng là 1000 cân, còn đang gia tăng. Sau lúc này, Phương Hành đã lao tới, vùng lên Thanh Long Bích Diễm Đao, chuyển giống như là quạt gió, hô một tiếng đập xuống. Thế nhưng thô giáp đánh vào trên đại chùy, vang lên tiếng điên tai nhức óc. Mọi người nhất tề bị tai, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Lấy chùy phá đao chính là quy củ giang hồ, võ giả cũng hiểu được, không nghĩ tới tiểu quỷ này làm hoàn toàn ngược lại, muốn dùng đao mà đánh chùy, không sợ lưỡi đao có thể bể tan tành sao? Đợi đến thấy rõ động tác trong tay của Phương Hành, bọn họ mới chợt tỉnh ngộ. Phương Hành cũng không phải là đao đánh chùy, mà là lấy cán đao dài chừng 2 trượng có thừa đập vào trên chùy, đây cũng là đem Thanh Long Bích Diễm Đao trở thành côn mà sử dụng. Hỏa tinh văng khắp nơi, đại chùy bị Phương Hành đánh phá, lập tức nhanh chóng như tia chớp bay trở về phía sau, đập thẳng vào Mạc Dung Anh. Mạc Dung Anh giật mình, linh khí nhanh chóng hút ra, muốn khống chế được đại chùy, xong một lúc này lại thấy trước người bóng dáng chợt lóe, Phương Hành đã lao tới, hét lên một tiếng, Thanh Long Bích Diễm Đao chuyển như trăng tròn, một đao bổ ngang. Tại hắn xuất ra một đao kia, linh khí trình độ lớn nhất tưới vào Thanh Long Bích Diễm Đao, hô một tiếng, sống đao Thanh Long Bích Diễm Đao thì lấy ngọn lửa hình dáng kim văn, bỗng nhiên giống như là sống lại. Trên thân đao chợt hóa ra một đạo bích sắc ngọn lửa, tựa như là một đạo hỏa long phi phát ra, trực tiếp đem phạm vi công kích của Thanh Long Bích Diễm Đao tăng lên gấp 3. Chỉ trong chốc lát, địa phương Phương Hành vọt tới, bên trong 3 trượng đều đã là biển lửa. Không tốt, lửa này thực lợi hại. Mạc Dung Anh kinh hãi cao giọng kêu lên.
Thành Long Bích Diễm Đao vốn chính là hắn mua được. Đối với đao này hiểu rõ quá sâu. Đao này trừ rèn đúc hao tổn công phu, đem 3.000 cân thiết luyện luyện thành một thanh đại đao vô kiến bất tồi như vậy ra, nội bộ còn có hai cái pháp trận. Một cái pháp trận chính là phong ấn thành long sát khí, có thể giúp thúc dục sát khí hộ thân để đối phó địch nhân tới gần bên cạnh mình. Còn có một chính là bích diễm pháp trận. Bích diễm này lại là u hồn chi hỏa, dính vào da sẽ đốt, còn có thể chui vào trong da thịt, cực kỳ ác độc. Chỉ bất quá muốn thúc dục pháp trận thứ hai này cần cực mạnh linh khí mới được. Vốn lấy hắn tu vi linh động tầng 6, thôi động pháp trận này là cực kỳ miễn cưỡng. Lại không nghĩ rằng Phương Hành cái tên tiểu quỷ này mới là linh động tầng 4, lại có thể dễ dàng thúc giục pháp trận thứ hai. Trong chốc lát hắn kinh hãi, chỉ muốn bứt ra né tránh. Dương truy tấn công địch, âm truy phòng thân. Ngay lúc này một tiếng quát lạnh vang lên, chính là nam tử áo lục Diệp Thiên Long lạnh nhạt mở miệng đề điểm. Mặc dù anh lúc này mới phản ứng tới, linh khí liều mạng rót vào trong chùy nhỏ, chỉ có thể khanh khách một trận vang. Chùy nhỏ thế nhưng ở trong nháy mắt kéo dài biến hình, tựa như là một mặt tấm chắn gắn vào trước người chính mình. Phương Hành cũng nghe được một tiếng đề điểm này, ánh mắt bất thiện nhìn sang Diệp Thiên Long. Cái chùy này là của ngươi? Diệp Thiên Long có vẻ mặt ngạo nhiên, gật đầu nói: không sai. Phương Hành cười hắc hắc nói: tốt lắm, ta sẽ phá hủy cái chùy này trước, sau đó sẽ giáo huấn tiện nhân ngươi. Diệp Thiên Long nghe vậy sắc mặt đại biến, bao nhiêu năm rồi còn không có ai dám chửi mình như vậy. Mạc Dung Anh, tiểu gia không chơi cùng với người nữa, động điểm thật sao? Phương Hành sau khi nói xong không hề để ý tới Diệp Thiên Long, cầm trong tay Thanh Long Bích Diễm Đao hướng Mạc Dung Anh đi tới. Tiểu tử cố gắng khoa trương sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thể có thủ đoạn gì nữa. Mạc Dung Anh quát lạnh, tay trái dương chùy, tay phải âm chùy, cũng không đem Phương Hành để vào trong mắt. Thủ đoạn ta có chứ, chỉ bất quá đối phó với ngươi không cần phải dùng những thủ đoạn kia. Phương Hành sải bước đi tới, lạnh giọng mở miệng: lần đầu tiên ngươi ở trước mặt ta ngông cuồng, là ngươi ngu ngốc, nhưng ngươi dám tới trêu chọc ta lần thứ hai, đã rõ lần trước ta hạ thủ quá nhẹ, hôm nay ta muốn một lần đánh phục ngươi. Trong khi nói chuyện, linh khí rót vào đao trong tay. Lần này hắn không giữ lại, linh khí toàn bộ rót vào Thanh Long Bích Diễm Đao. Một chốc lát, trên Thanh Long Bích Diễm Đao ký hiệu lần lượt sáng lên, cả chuôi đao khí thế cũng thay đổi. Trong tiếng long ngâm, sát khí hình rồng thoát khỏi thân đao, vây quanh Phương Hành quay vòng. Rồi sau đó, lưỡi đao kim sắc hỏa diễm cũng hiện hóa ra ngoài, một thanh kim, một thanh một kim, tựa như là con cự long bay múa quanh Phương Hành. Làm sao có thể? Mặc dù anh vốn còn muốn mấy câu hùng ác, nhưng đột nhiên thấy vậy, thanh âm cũng khẽ run lên. Hắn cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt này, cảm giác như là thấy quỷ vậy. Hắn hiểu Thanh Long Bích Diễm Đao, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua nó về, cũng chẳng qua là càng hiểu rõ càng không thể nào tin được. Thanh Long Bích Diễm Đao chính là cao cấp pháp khí hiếm thấy, bên trong phong ấn thanh long sát khí, còn có kim diễm trận pháp. Lúc tôi động đến mạnh nhất, thanh long hộ thể, kim diễm công kích, cơ hồ có thể đem lực lượng cá nhân tăng lên gấp 3, khả năng phá cấp mà chiến. Chẳng những là người đem đao này bán cho hắn cũng từng nói, đao này uy lực rất mạnh, yêu cầu về thực lực người khống chế cũng càng phải mạnh. Hắn linh động tầng 6 tu vi, linh khí chưa đủ, khí lực không đủ, vì vậy căn bản không có nào có thể đem toàn bộ uy lực thi triển ra. Chỉ có thời điểm hắn đạt tới linh động tầng 7 thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của đao này. Nhưng cái tên tiểu quỷ trước mắt này mới linh động tầng 4, dễ nhiên cũng hoàn toàn phát ra uy năng của thanh đao này sao? Ở nơi xa, Diệp Thiên Long đang xem cuộc chiến, lúc này cũng đã biến sắc, vẻ mặt khinh miệt biến mất, trịnh trọng nhìn Phương Hành. Vào giờ khắc này, hắn ở trên người của Phương Hành cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, tuyệt đối không phải là linh động tứ trọng có thể có được. Những đệ tử đoán chân cốc khác đều khiếp sợ tột đỉnh, không dám thở mạnh một hơi nào. Phương Hành cầm đao ở trong tay, vào giờ khắc này sát khí màu xanh cùng với hỏa diễm màu vàng bay quanh thân, trông như là ma thần hạ phàm vậy. Phá! Phương Hành nhích tới ba trượng trước mặt của Mạc Dung Anh, đột nhiên quát đến một tiếng, không có động tác dư thừa, giơ đao liền chém. Oanh một tiếng, trên Thanh Long Bích Diễm Đao một đạo kim diễm dài tới 10 trượng gào thét lao ra, bị đao khí ảnh hưởng, thế nhưng hóa thành hình dáng một thanh đao khổng lồ, duy diệu duy tiếu, trông rất sống động, đón đầu hướng Mạc Dung Anh phá xuống.
Mặc Dung Anh sợ hãi kêu to, liều mạng thôi độc âm chùy hóa thành tấm chắn ngăn cản trên đầu của mình. Rầm một tiếng, ngọn lửa rơi xuống đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị trên tấm chắn hóa giải, tựa như là nước chảy về bốn phía, cũng không thương tổn tới Mặc Dung Anh. Nhưng mà lực lượng khổng lồ đều rơi vào trên tấm chắn, lực lượng hung mãnh như là rồng đánh vào khiến cho Mặc Dung Anh ở dưới tấm chắn nhất thanh muộn hưởng, cả người đau nhức, khí huyết nghịch chuyển, đồng thời chỉ cảm thấy dưới chân buông lỏng, bắp chân cũng lún vào trong lòng đất, thẳng tới không thấy đầu gối. Người ở dưới thác nước mờ dù nước chảy không sẽ trực tiếp rơi vào trên thân người, nhưng lực lượng của thác nước cũng sẽ do người mở dù đến thừa nhận. Phốc một tiếng, Mặc Dung Anh miệng phun máu tươi, phế phủ đã bị chấn thương. Phương Hành nhìn thấy thú vị, vừa liên tục vùng 4-5 đao, mỗi một đao đánh xuống cũng phảng phất một thanh đại chùy đập xuống. Mặc Dung Anh mỗi lần bị đập một cái liền như là định hướng rơi xuống sâu thêm một phần, cuối cùng cho đến ngực cũng lún vào trong lòng đất. Mà cá nhân hắn lại càng sắc mặt tái nhợt, miệng chảy máu, không có chút dư âm dãy ruột. Hắn dù sao không phải là cái đinh, lại bị người ta gõ như là đinh nện vào trong mặt đất, cả người xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Có pháp khí cường đại cũng phải biết dùng, có thể dùng mới được. Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy cố nhiên là một pháp khí không thua Thanh Long Bích Diễm Đao, nhưng Mặc Dung Anh chỉ bất quá mới vừa mượn tới, ngay cả quá trình quen thuộc cũng không có, vận chuyển mất linh, ở Phương Hành cường thế công kích cũng chỉ có thể làm như là tấm chắn, mà kết quả chính là Phương Hành liên tiếp gõ xuống như là cái đinh lún vào mặt đất. Khi Mặc Dung Anh bị thương nặng, linh khí rót vào tự nhiên ngừng, đôi chuyện này cũng khôi phục nguyên trạng, rơi trên mặt đất. Ha, đồ chơi này cũng là bền chắc, đánh thế mà không vỡ. Phương Hành đem đao nhấc lên, chỉ thấy mình bổ nhiều đao như vậy, tấm chắn không chút nào tổn hại, có chút bất ngờ. Nhìn dáng dấp song chùy của ta là đưa nhầm ngươi rồi. Diệp Thiên Long một tiếng cười lạnh, từ từ đi về phía trước, trong miệng nói: Mặc Dung sư đệ, người đối với pháp khí của ta không quen, chính là cầm nó cũng không phải là tiểu quỷ này là đối thủ, vẫn là đem nó trả cho ta. Ngoài miệng mặc dù nói dễ dàng, thật ra hắn cũng đang sợ. Tiểu quỷ này thực sự là quá mãnh liệt, nếu thực sự đem song chùy của mình phá hủy, đó mới là thiệt thòi. Hừ, còn muốn thu hồi sao? Tiểu gia nói muốn hủy pháp khí của ngươi, chắc chắn là sẽ hủy. Phương Hành ngưng thần hướng song chùy nhìn lại, âm dương thần ma dám chuyển động, tìm kiếm điểm yếu của món pháp khí này. Rất nhanh, ánh mắt quán rơi trên xích sắt ở giữa song chùy. Thì ra là vậy. Song chùy đều là đồng xanh trộn lẫn huyết thiết chế tạo, cứng rắn vô cùng, xích sắt kia chỉ có huyết thiết. Phương Hành cười lạnh, đã phát hiện được điểm của Nhật Nguyệt Âm Dương chùy. Đột nhiên vung đao nhảy lên, song chùy bay ở trên không trung, rồi sau đó trở tay vung đao. Suy một tiếng, một đao chém vào trên xích sắt giữa song chùy. Nhật Nguyệt Âm Dương chùy cố nhiên là cứng rắn, vô kiên bất tồi, nhưng xích sắt kia lại tương đối yếu ớt, hơn nữa Thành Long Bích Diễm Đao sắc bén, nhất thời suy một tiếng bị chém thành hai khúc. Người thật có can đảm hủy pháp khí của ta. Nơi xa, Diệp Thiềm Long đang từ từ đi về phía trước, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc này hắn không tin Phương Hành có thể hủy diệt pháp khí của mình, dù sao Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy cứng rắn vô cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết phương pháp gì có thể phá hủy, chớ nói chi là cái tên tiểu quỷ mới chỉ có linh động tầng 4 này. Nhưng nhìn thấy Phương Hành đem song chùy đánh bay, trong lòng hắn cũng có cảm giác được không ổn. Nhìn thấy Phương Hành vung đao hướng trên xích sắt chém tới, hắn sắc mặt đại biến, đoạt thần lướt tới. Nhưng đã chậm, Phương Hành vung đao xu thế cực nhanh, làm sao hắn có thể kịp ngăn cản chứ. Người còn chưa tới gần ba trượng, xích sắt đã bị chặt đứt, song chùy một lớn một nhỏ chia ra rơi xuống đất. Muốn chết! Diệp Thiên Long bi phẫn cất giọng quát lớn, phất tay đánh ra một đạo hỏa kiếm thẳng hướng phía sau lưng của Phương Hành đâm tới. Suy một tiếng, hỏa kiếm đụng vào sau lưng của Phương Hành, trực tiếp lan tràn ra đem Phương Hành bao vây, phảng phất một cái hỏa cầu lớn. Tiểu quỷ này bị đốt chết rồi sao? Diệp Thiên Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Hành không né tránh đạo hỏa kiếm này, nhất thời dừng chân ngay tại chỗ. Hắn bị Mạc Dung Anh từ ngoài cốc mời tới, vốn chỉ là muốn xem náo nhiệt, cũng không tính toán tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên từ đáy lòng hắn cũng không cảm thấy Phương Hành thực có bao nhiêu lợi hại, dù sao chỉ là một thiếu niên linh động tầng 4, mạnh thì đã thế nào chứ. Chẳng qua thấy được Phương Hành thật sự đã chặt đứt được xích sắt Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy của mình, hắn không nhịn được xuất thủ. Đạo xích sắt kia nối liền Âm Dương Chùy, bên trong ẩn chứa trận pháp linh khí có thể lưu chuyển bên trong.
còn có thể biến dài biến ngắn. Có nó, Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy mới coi là pháp khí cao cấp. Xích sắt bị chặt đứt thì lập tức biến thành hai kiện trung dài pháp khí, mà không phải là một cao khí cao cấp pháp khí. Hắn hôm nay trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Sư tôn ngày đó nếu trực tiếp đem tiểu quỷ này thu vào Đoán Trần Cốc, đã nói sư tôn vẫn rất coi trọng hắn. Chính mình nếu đem hắn đốt cháy, sợ rằng sư tôn sẽ trách tội xuống. Nhìn dáng vẻ tiểu gia lập uy còn chưa đủ, ngay cả A Miêu A Cầu cũng dám chọc tới ta, trước bắt người khai đao sao? Đang lúc Diệp Thiên Long tâm tình thấp thỏm, đột nhiên có một tiếng quát lạnh từ trong lửa truyền ra. Mình xin phép ngừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.